Bác nông phu vác cày lên rồi đánh trâu ra đường, vừa đi bác vừa nhẩm tính, còn 3 hôm nữa là ta cấy mạ. Bác sung sướng vì năm nay bác được mùa, bây giờ bác còn mong đợi thắng lợi ở mùa trái nữa. Bác cười thầm, tay bác vụt mạnh mấy roi vào hông trâu. Bị thúc giục, trâu bết bãi bước gấp trên con đường gồ ghề của nông thôn. Làng này nằm bên một đồi hẻo lánh và hiện giờ đang ở trong cảnh yên lặng tĩnh mịch của ban đêm. Màn sương vén dần, vườn đông vừa nhô lên khỏi đồi núi, những tia sáng đầu tiên lung linh xuyên qua đám mây trắng lấp lánh chiếu trên mấy rặng thông. Trước mặt bác là cánh đồng phì nhiêu chạy dài đến tận chân đồi xa thẳm, thỉnh thoảng đôi rạch nước ánh lên vì nắng sớm. Tắc hò, tắc hò, miệng bác nông phu lanh lảnh, con trâu nặng nề kéo, chân bác ấn mạnh lên lưỡi cày. Đất bị xẻ từng đường dài uốn cong ra hai bên như những lượn sóng rẽ ra trước mũi thuyền. Xa xa, vài người đang cuốc đất lên nền trời trong. 5-7 con ác là khấp khểnh đớp mồi trên những sóng đất cày. Từ phía rừng, tiếng chim rải rác và gà rừng vang lên trong rừng lá rậm. Mặt trời càng lên cao, người và trâu nướng mình trong nắng. Lưỡi trâu le dài và nước bọt tràn rụa, mắt trâu lờ đờ đi vì nắng thiêu. Đuôi trâu phe phẩy như văng lên ngọn roi phun phúc của bác. Trâu tuy đã già nhưng sức còn khỏe. Gia đình bác mỗi ngày mỗi lên, một phần lớn là nhờ trâu. Con trâu này là người bạn quý hóa của bác, rất tận tụy với bác, đã cùng bác vật lộn với cuộc sống và chịu dầm mưa dãi nắng để đưa gia đình bác lên. Bác nông phu triều mến nhìn trâu, nhưng vì quá ham công tiếc việc nên đôi khi bác quên nghĩ đến sức khỏe của trâu cũng như sức khỏe của bác. Cày hết đám này, bác cày tiếp đám khác. Con vật cần cù ấy vẫn hì hục theo mệnh lệnh của bác. Cánh đồng bây giờ hoang vắng, gió bắt đầu đổi chiều. Bỗng sầm lại từ phương đông, mây đen nghịch nặng nề kéo đến khuất mặt trời rồi đổ mưa xuống. Trâu và người vẫn thản nhiên cặm cụi làm việc trong mưa gió. Gió mỗi lúc mỗi mạnh, những hàng tre ngửa nghiêng, chớp sáng loáng, rét rầm vang. Một giờ sau, mây tan dần, mưa thưa hạt, rồi trời tạnh hẳn. Mặt trời lại rực rỡ, xé toang màn trời cũ. Khí nóng hơi bốc lên, làm mờ những lũy tre trong làng. Bên kia đồi, một vài con chim hót rời rạc. Bác nông phu thấy choáng váng đầu, người hơi tê lạnh, mắt loa lên, thả cày xuống, lần vào gốc cây đa. Nằm xuống bác ngủ tiếp đi. Một hồi lâu, đứng đợi mệnh lệnh. Trâu không thấy bên sau cử động gì, ngoảnh đầu lại thì thấy chủ đã nằm sóng sượt dưới gốc đa. Và một con cọp từ đồi mon men đi xuống. Biết chủ mình lâm nguy, trâu vùng vằng một lúc, hất văng, dù một bên đường ruộng chạy bay vào cứu chủ. Thấy trâu hùng hằng, cọp lui vào bụi rậm. Trâu nhìn mãi không thấy bóng cọp, vui mừng đến hút chủ dậy. Bác nông phu mở mắt, trâu chỉ biết ngước mặt lên phía đồi. Đầu bác còn choáng váng, thấy trâu đến hút mình, bác tưởng trâu thù bác. Vùng dậy, bác bẻ cành cây đánh trâu túi bụi. Chịu đựng không nổi trước những ngọn roi vô lý ấy, trâu bỏ chạy mà không muốn phản kháng. Bác nông phu mệt lừ, vất roi, bác thở hổn hển, rồi mê đi bao giờ không hay. Trên nền trời lam biếc, từng đám mây trắng đuổi nhau không ngừng, gió hiu hiu thổi. Bác nông phu ngủ ngon lành, không dằn được lòng háo sát. Một lần nữa cọp ra khỏi bụi rậm, lần mò xuống đồi. Nãy giờ trâu buồn rầu đứng nhìn ngơ ngác giữa đồng ruộng, bỗng quay về phía rừng. Trâu hoảng hốt vì cọp đã đến gần gốc đa. Trâu không nhớ những ngọn roi tàn bạo mà chỉ nghĩ đến bổn phận của mình. Trâu chạy đến như bay, cọp nhúng mình định vồ lấy bác nông phu. Nhanh như chớp, trâu bốn chân nhẹ nhàng bước đến phủ lên mình bác. Con cọp tức giận phòng mang trợn mắt, phóc qua nhảy lại, cố vồ cho được con mồi ngon. Nhưng vô hiệu, mắt trâu đâm chiêu, theo dõi hoạt biến của cọp để trương sừng đối phó. Trong khi đó, bác nông phu vẫn mê man ngáy đều đều. Trong bầu không khí xâm chiếm và kháng cự yên lặng, cầm cự một hồi lâu, thấy không thể tấn công được nữa.
cọp quýt trâu lần cuối rồi trở về núi rừng. Trâu sung sướng trốn lên một miếng mừng chiến thắng. Đang ngủ say sưa, Bác Nông Phu giật mình tỉnh dậy, thấy mình nằm dưới bụng trâu. Bác khủng khiếp, lồm cồm, vừa bò bác vừa la. Làng xóm ơi, cứu tôi với, hắn giết tôi. Trâu nghe bác la vang trời, tưởng bác mừng thoát chết. Không ngờ, bác lấy cây roi nguy hiểm khi nãy. Trâu vẫn thản nhiên đứng nhìn và chịu đựng những hành động phũ phàng của bác. Vừa đánh đập, vừa nhiếc mắng. Đồ phản chủ, tao đánh chết mày. Trên đường về tỉnh xá, từ xa, Đức Phật đã nhìn thấy hành động độc ác gây nên bởi sự hiểu lầm của con người và nỗi oan ức của vật. Đi nhanh đến, Đức Phật đỡ cây roi và bảo, thôi đừng đánh nó nữa, ngươi cho ta cây roi này. Vứt roi xuống đất, Đức Phật vuốt ve mình trâu. Thế là con hết bị đánh rồi. Trâu như hiểu lời Phật dạy, cảm động, nước mắt ràn rụa. Đức Phật đưa tay thoa nhẹ vào các lằn roi rớm máu trên mình trâu. Ngài ôn tồn bảo, trâu ơi, con đau khổ lắm không? Nhưng thôi con đừng buồn tủi nữa, ta đã biết rõ nỗi lòng của con, lòng trung thành mà con đã được trả lại những ngọn roi oan khuất của chủ. Đức Phật mải mê an ủi con trâu, như quên cả Bác Nông Phu đứng bên cạnh. Ngài nói tiếp, trâu ơi, một lần nữa ta khuyên con đừng buồn chán, và con nên biết rằng không những một mình con mà chính ta cũng đã nhiều lần nếm qua nỗi niềm chua chát ấy. Con ạ, ta vì thương nhân loại nên ra đời cứu khổ, thế mà có lắm người không thấu rõ lòng ta. Họ đã và đang lăm le phá hoại, sỉ nhục ta. Nhưng trâu ơi, ta không nản lòng và không cho đó là sỉ nhục, mà những điều đáng sỉ nhục là khi nào không làm tròn phận sự của ta và không đem lại lợi ích an vui cho mọi người. Con cũng thế, ta khuyên con vui lên, tiếp tục chân thành giúp đỡ khi an cũng như lúc nguy cho chủ con và cho tất cả mọi người, thì đó chính là một phần thưởng an ủi lớn lao cho đời con. Còn chủ con có thấu hiểu lòng con hay không, điều đó không đáng kể lắm. Nói xong, Đức Phật xoay qua Bác Nông Phu. Luôn hai lần cọp định đến vồ ngươi, mà đều được trâu chống cự để bảo vệ tính mạng cho ngươi. Thế mà vì hiểu lầm, ngươi đã đánh đập trâu. Không tin, ngươi hãy nhìn dấu chân cọp. Vừa nói, Đức Phật vừa đưa tay, chỉ những dấu chân cọp còn lại. Giật mình, Bác Nông Phu vội lên tiếng. Lạy ngài, con không biết. Bác chạy đến ôm lấy trâu, khóc nức nở. Trâu ơi, con hiếu nghĩa quá. Một lần nữa, Đức Phật thoa nhẹ mình trâu và bảo, thôi ta đi, con ở lại, con hãy làm tròn bổn phận của con nhé. Từ giả Bác Nông Phu, Đức Phật khoan thai xuống đồi, trâu lững người bốn mắt ngậm ngùi nhìn theo. Câu chuyện Sư Bác Quảng Tượng. Thuở ấy, có một chàng quảng tượng rất sành nghề, bỏ nhà đi tu, gia nhập tăng đoàn và đi khất thực trên những con đường mà ngày xưa thầy vẫn thường cưỡi voi đi. Một hôm, dừng bước thọ thực bên bờ sông Airavati, thấy một gã quảng tượng non tay đang cố gắng điều phục một chú voi con nhưng không thành công. Thầy vọt miệng nói với mấy huynh đệ đồng hành, luyện voi bằng cách đó thì còn lâu nó mới nghe theo, phải đánh nó mấy chỗ nhược da non như chỗ này thì nó mới sợ. Gã quảng tượng nghe lọt tai mới làm theo và quả nhiên con voi chịu phép. Khi trở về tịnh xá, các thầy tỳ kheo vui miệng kể cho chúng bạn ở chùa nghe và câu chuyện đến tai Phật. Phật gọi ông sư quảng tượng đến hỏi, có phải ông đã mách nước như thế không? Thưa phải. Phật quở, này ông thầy vô tích sự, ông làm như vậy nào có ích gì, đâu phải nhờ cởi thú mà người ta có thể đi đến nơi giải thoát. Chỉ có người nào biết tự huấn luyện mình, người đó mới đến bờ giải thoát. Ông nên tự luyện mình, đừng có làm cái trò luyện thú như vậy. Chẳng phải nhờ xe hay ngựa mà đến được cảnh giới Niết Bàn, chỉ có người tự huấn luyện mình mới đạt được thôi. Vì sao chúng ta không nhớ được kiếp trước của mình? Nhà Phật giảng rằng,
Con người sống trong lục đạo luân hồi không chỉ một đời mà là nhiều đời nhiều kiếp. Tuy nhiên, mỗi người sau khi được sinh ra hầu như sẽ không nhớ được kiếp sống trước đây của mình. Trong kinh tập lục độ có ghi chép một câu chuyện rất thú vị kể rằng cách đây rất lâu về trước, có một quốc vương tên là Sái Vi Vương. Ông là người phẩm hạnh đoan chính, chí hướng cao xa, tư chất hiếu học và đặc biệt rất phụng hành Phật giáo. Bởi ông đã sâu sắc lĩnh hội được đạo lý về lục đạo luân hồi và nhân sinh vô thường, vậy nên thường giảng nói cho chúng đại thần của mình nghe. Nhưng những quan đại thần này lại có nghi hoặc rất lớn về kiếp sau. Rất nhiều người đều hỏi rằng nếu như nhục thân này chết đi nhưng thần thức, chủ ý thức vẫn sống, thế tại sao chúng ta lại không nhớ được đời trước của mình nhỉ? Sái Vị Vương nói, ý nghĩ và chí nguyện nhỏ hẹp của chúng ta làm sao có thể biết được sự tình của những đời trước đây? Con mắt này ngay đến cả sợi tơ cũng khó mà nhìn được rõ, làm sao tự thấy được thần thức dời đổi đây? Một ngày nọ, Sái Vị Vương khá là nhàn rỗi, bèn cải trang thành dân thường, một mình đi ra ngoài cung tản bộ. Khi đi đến gần một ông lão đóng giày bên đường, Vị Vương cười hỏi đùa rằng, theo ông, người trong cả nước, ai là người vui vẻ nhất đây? Ông lão trả lời, duy chỉ có quốc vương là vui vẻ nhất thôi. Sái Vị Vương lại hỏi, ông ấy vui vẻ thế nào? Ông lão nói, ông ấy có bá quan theo hầu, trầm họ tiến cống, có thể nói là muốn gì được nấy, đây không phải là rất vui vẻ hay sao? Sái Vị Vương liền nói, tôi cũng nghĩ giống như ông vậy. Sau đó, Sái Vị Vương liền mời ông lão uống rượu nho. Ông lão uống đến say mềm, không còn biết gì nữa. Sau đó, Vị Vương sai người khiêng ông lão vào trong hoàng cung. Sái Vị Vương nói với hoàng hậu, ông lão này nói quốc vương là người vui vẻ nhất. Hôm nay, trẫm muốn đùa thử một chút, nàng cho ông ấy mặc trang phục của ta, để ông ấy lên điện xử lý mọi việc triều chính. Nhưng mà các nàng không được đùa quá trớn mà dọa sợ ông ta đấy nhé. Hoàng hậu tuân lệnh. Ngày hôm sau, ông lão tỉnh rượu, các cung nữ, thị vệ trong cung cố ý nói, đại vương, sau khi say rượu, rất nhiều việc triều chính đều đã chất đống lên, giờ đã đến lúc phải đi xử lý rồi. Nói xong, liền đưa ông lão lên điện. Văn võ bá quan không ngừng thúc giục ông thẩm nghị các việc chính sự. Ông lão lúc này đầu óc quay vòng, ngay cả đến Đông Tây Nam Bắc cũng đều không phân rõ nữa. Sử quan giúp ông ghi chép lại mọi việc, quan đại thần đưa ra kế sách cho ông. Ông lão cả ngày ngồi ở trong điện, xương cốt toàn thân đều đau nhức hết cả, ăn uống cũng không còn biết mùi vị gì nữa, chỉ mới một ngày mà đã thấy yếu đi rất nhiều. Các cung nữ đùa với ông lão rằng, khí sắc của đại vương dường như không được tốt lắm, không biết vì sao vậy. Ông lão trả lời rằng, trẫm mơ thấy mình là một thợ đóng giày, hàng ngày tự lao động để đổi lấy cái ăn cái mặc. Khổ sở đó thật khó mà diễn tả thành lời, vậy nên cảm thấy nhức đầu. Các cung nữ nghe xong bụm miệng cười trộm. Ông lão ban đêm đến thì không sao ngủ được, trằn trọc trở mình nghĩ rằng, bản thân ta rốt cuộc là ông lão đóng giày hay là thiên tử nhỉ? Nếu là thiên tử thì sao da thịt mình lại thô ráp thế kia chứ? Nếu như là thợ đóng giày thì nguyên do gì lại được ở trong hoàng cung đây? Hẳn là ta tâm thần hỗn loạn, đầu óc mơ mơ màng màng, có phân thần ở hai nơi, không biết bên nào mới là thật nữa. Hoàng hậu lại nói, đại vương không được khỏe, chi bằng hãy gọi đám vũ công đến ca múa cho khuây khỏa một phen vậy. Thế là ông lão một bên thưởng thức ca múa, còn các cung nữ bên cạnh không ngừng chuốc rượu. Ông lão uống đến say mềm, không còn biết trời đất gì nữa. Mọi người mặc lại bộ quần áo ban đầu cho ông, đưa ông về nhà, đặt lên trên tấm ván nằm xù xì trong nhà. Ông lão sau khi tỉnh rượu, nhìn ngôi nhà thô sơ, rồi nhìn bộ quần áo cũ kỹ đang mặc trên người, mọi thứ đều y như cũ. Nhưng mà xương khớp trên dưới đều đau nhức cả, giống như từng bị gậy cột đánh vào người vậy. Mấy ngày sau, Sái Vị Vương đến tìm ông. Ông lão đóng giày nói, mấy ngày trước uống rượu của ông, tôi say đến hoa mắt đầu váng, không còn nhớ được gì cả, bây giờ mới tỉnh lại.
Tôi đã mơ thấy mình làm quốc vương, ở trên đại điện phê duyệt tấu sớ của văn võ bá quan. Quan sử ở bên ghi chép lại, chúng đại thần thì không ngừng đưa ra kế sách. Nhưng trong tâm tôi là hoảng hốt lo sợ, giống như thuốc nổ vậy, xương cốt khắp người đau nhức. Tôi nghĩ dù có bị đòn roi cũng không đến mức như vậy. Nằm mơ mà còn như vậy, huống chi là thật sự trở thành quốc vương đây. Lời mà tôi nói với ông hôm trước nhất định là sai rồi. Sái Phi Vương sau khi về đến hoàng cung, liền đem chuyện này thuật lại với chúng đại thần. Mọi người đều ôm bụng cười ầm lên. Sái Phi Vương nói với quần thần rằng, cùng một thân xác như vậy, mới chỉ thay đổi con người và hoàn cảnh xung quanh mà vẫn còn không tự biết được. Huống hồ là cách nhau một kiếp sống, thân xác thịt đã tử vong vứt bỏ đi, lại khoác lên một nhục thân mới. Càng huống hồ trải qua các loại gian nan thống khổ, phiền não ưu sầu của sinh tử. Muốn nhớ được những gì mà thần thức của mình đã trải qua trong đời trước gần như là điều không thể. Trong kinh Phật có giảng, một người ngu si, trong lòng ôm giữ các loại tà niệm, nếu muốn thấy được thần thức, chính là giống như một người bịt hai con mắt lại đi trong đêm tối, lại muốn ngẩng đầu lên nhìn ngắm các vì sao trên trời. Dù có cố gắng thế nào thì cũng phí công mà thôi. Câu chuyện thú vị trên có lẽ đã phần nào giúp chúng ta lý giải được những thắc mắc trong lòng mình. Phải chăng cũng bởi vì quên hết những ký ức tiền kiếp mà nhiều người ngày nay không còn tin vào nhân quả báo ứng và luân hồi. Tuy nhiên, những câu chuyện xưa vẫn còn được kể lại trong dân gian như một lời nhắc nhở chúng ta về kiếp sống nhân sinh này. Món canh quên lãng của Mạnh Bà. Người Trung Quốc thường nói, uống canh Mạnh Bà sẽ khiến người ta có thể quên đi hết tất cả những chuyện phiền muộn đau đớn, những lo lắng không thể bỏ hay những yêu thương và thù hận. Người ta nói rằng, sau khi con người chết đi, trên đường tới âm phủ, trước khi qua cầu Nài Hà, nhất định phải uống một loại chất lỏng. Khi rời khỏi thế giới này để đến một thế giới khác, thì nơi trước tiên phải qua đó là Mạnh Bà. Trước cầu Nại Hà, con người khi còn sống, gặp nhiều khổ nhiều nạn thì uống một bát canh này sẽ đem lại một loại cảm giác rất thoải mái. Đây là một cách để đoạn tuyệt với quá khứ một cách hoàn toàn triệt để. Ngoài ra, khi luân hồi chuyển sinh từ cõi âm về cõi trần thì tất cả các linh hồn cũng đều phải uống canh Mạnh Bà, cũng là để quên đi tất cả những gì trong quá khứ. Tương truyền rằng, qua quỷ môn quan phải đi qua một con đường có tên là đường Hoàng Tuyền. Cuối con đường là một con sông có tên là sông Vong Xuyên. Trên sông có một chiếc cầu là cầu Nại Hà. Đi qua cầu Nại Hà có một nơi gọi là Vọng Hương Đài. Bên cạnh Vọng Hương Đài sẽ có một bà lão tên là Mạnh Bà. Bà lão này chuyên điều chế một loại canh tên là canh Mạnh Bà. Bên sông Vong Xuyên cũng có một hòn đá gọi là đá Tam Sinh. Canh Mạnh Bà khiến người ta quên hết tất cả mọi thứ, còn đá Tam Sinh thì ghi lại toàn bộ cuộc sống từ kiếp trước cho đến kiếp này. Khi qua cầu Nại Hà, đứng trên Vọng Hương Đài nhìn lại nhân gian một lần cuối cùng và uống một bát canh Mạnh Bà được nấu từ nước của dòng sông Vong Xuyên. Hết thảy những người đã từng yêu thương, hết thảy những việc không cách nào buông bỏ, hằng hà vô số những thăng trầm trong cõi hồng trần đều theo bát canh Mạnh Bà mà dần dần trôi xuống họng rồi mãi ngưng động lại. Bước đến cầu Nại Hà, muốn nói rồi lại thôi, ngoái đầu nhìn lại với đôi mắt ngấn nước và ảm đạm, hóa thành mây khói mà tan biến đi. Là một đời tràn đầy hối hận, là tiếc nuối về cách biệt âm dương, đều đã không còn quan trọng, bởi vì sau khi uống bát canh Mạnh Bà này thì hết thảy mọi thứ đều trở thành hờ hững dửng dưng. Trong truyền thuyết có nói về cách làm canh Mạnh Bà là trước tiên phải thu thập các hồn ma mà được phán định sắp làm người ở các nơi tại Diêm La thập điện. Sau đó thêm vào một số dược liệu được hái từ trần thế, điều chế thành một loại canh giống như rượu, phân thành 5 loại vị là ngọt, đắng, cay, chua, mặn. Phàm là những linh hồn mà chuẩn bị được đầu thai thì đều phải uống bát canh mê hồn của Mạnh Bà. Nếu như một linh hồn nào đó xảo trá, giảo quyệt, không chịu uống thì lập tức
có giá đao hiện lên ở dưới chân, quấn chặt lấy hai chân, còn bên trên dùng ống đồng sắc nhọn đâm thẳng vào trong cổ họng để bắt uống một cách vô cùng đau đớn và khổ sở. Không có bất kỳ linh hồn nào có thể may mắn thoát khỏi. Ngoài ra còn có một thuyết khác, đó là mỗi người khi còn sống đều đã từng khóc vì vui, vì buồn, vì đau đớn, vì thù hận, vì lo âu, vì yêu thương. Mạnh bà sẽ thu lại hết những giọt nước mắt ấy rồi là... Làm sao biết có kiếp trước, kiếp sau? Đa số con người đều rơi vào hai loại chấp. Thứ nhất, chấp thường, tin rằng sau khi chết thì linh hồn còn hoài, hoặc xuống địa ngục bị trừng phạt đời đời, hoặc lên thiên đàng hưởng phước đời đời. Trong trường hợp này, họ vô tình chấp nhận là có kiếp sau. Thứ hai, chấp đoạn, tin rằng sau khi chết là hết, không còn gì hết. Đối với hai hạng người chấp như trên thì rất khó nói cho họ hiểu, bởi vì trong tâm của họ đã đóng khung và tin chắc như vậy rồi, giống như một cái ly úp ngược thì dù cố gắng đổ bao nhiêu nước cũng không vào được. Vì không có thiên nhãn hay thần nhãn nên chúng ta có thể tạm dùng lý trí mà suy luận ra. Hãy lấy thí dụ, làm sao biết được có vi trùng, vi khuẩn? Mắt thường làm sao thấy được? Nếu mắt không thấy thì làm sao lại tin là có? Đa số đều tin có vi trùng, kể cả những trẻ nhỏ mới biết đọc, biết viết. Người thường như chúng ta không trông thấy vi trùng, nhưng các bác sĩ, các nhà bác học với kính hiển vi, họ có thể thấy vi trùng một cách rõ ràng. Và đối với họ, có vi trùng là một sự thật hiển nhiên, chứ không còn là một niềm tin nữa. Khi chúng ta bị bệnh, đi nhà thương, nghe bác sĩ nói ta bị nhiễm vi trùng này, vi trùng kia, là chúng ta tin liền. Tại sao không thấy mà tin? Bởi vì do suy luận hợp lý mà tin. Ta tin bác sĩ là người có học thức đàng hoàng, khổ nhọc nghiên cứu học hỏi, trên dưới 10 năm mới ra trường. Hơn nữa, ông ta hơi đâu mà đi lừa ta làm gì? Ông ta nói vi trùng nào cũng được, miễn sao cho ta thuốc uống hết bệnh là được rồi. Tại sao mắt ta không thấy vi trùng mà vẫn tin? Tại sao ta không biết trong thuốc có những hóa chất gì mà lại tin là uống vào sẽ hết bệnh? Nếu ta muốn thấy tận mắt vi trùng thì phải vào cái phòng thí nghiệm, dí mắt vào ống kính hiển vi. Nếu ta muốn biết những hóa chất của thuốc này thì phải chịu khó vào đại học vài năm để học y khoa hay dược khoa thì mới biết được những hóa chất hay dược liệu làm ra thuốc tây là gì, có công năng gì, do những phản ứng hóa học nào tạo ra, vân vân. Cũng vậy, nếu muốn thấy được kiếp trước hay kiếp sau thì ta cũng phải chịu khó tu tập thiền định để chứng được thiên nhãn thông hoặc túc mạng thông. Đức Phật nhờ tu hành đắc đạo nên có thiên nhãn thông, túc mạng thông, thấy được vô số kiếp quá khứ của mình và của người khác, giống như người có máy video thâu được hình ảnh của mình và của người. Điều cần nhấn mạnh là những đệ tử của Ngài cũng chứng được và thấy được kiếp trước của mình. Đức Phật là bậc giác ngộ, đệ tử của Ngài là những bậc thánh tăng A-la-hán, không còn phiền não ô nhiễm, đều chứng được thiên nhãn thông và túc mạng thông. Là Phật tử, tuy nhục nhãn còn bị che lấp bởi vô minh phiền não, nhưng chúng ta vẫn có thể tin lời các ngài là có kiếp trước, kiếp sau, giống như chúng ta tin bác sĩ nói có vi trùng vậy. Tại sao chúng ta không thấy được ngày hôm qua mà lại tin là có ngày hôm qua? Ta biết được có ngày hôm qua là nhờ ký ức. Qua một đêm ngủ, thời gian không đủ dài để xóa mờ trí nhớ nên ta mới nhớ lại được. Nhưng làm sao ta nhớ lại được chính xác ta đã làm gì, nói gì, đi đâu với ai, chỗ nào 10 hay 20 năm về trước? Nếu không nhớ nổi việc cũ ngay trong kiếp này, thì qua một lần chết và tái sinh, trải qua một thân ngũ uẩn khác, ví như một màn sương mù dày đặc, làm sao ta có thể nhớ lại được kiếp trước? Một người bị mổ tim hay mổ óc, bị chích thuốc mê, sau khi tỉnh dậy, nhiều khi phải mất vài ngày mới hoàn hồn nhớ lại được mình là ai, đang ở đâu. Chưa kể những người bị bệnh Alzheimer, hoàn toàn mất hết trí nhớ. Đối với những người này thì ngày hôm qua còn không có, huống chi năm trước hay kiếp trước. Với kỹ thuật văn minh hiện đại, chúng ta có thể chụp hình với máy ảnh hoặc thu hình với máy video. Những gì chúng ta đã chụp
hoặc thu hình từ 10 năm trước. Hôm nay tuy không thấy, không nhớ, nhưng nếu cần thì chúng ta vẫn có thể lấy ra xem lại được, vì tất cả hình ảnh đã được thu vào băng video. Cũng vậy, tất cả những gì chúng ta đã làm, đã sống đều được thu vào tâm thức. Tâm thức là một kho tàng chứa tất cả những kiếp sống của ta, trong duy thức học gọi là tàng thức hay a lại gia thức. Người nào có khả năng đi vào vùng sâu thẳm của tâm, tức là tàng thức, thì có thể thấy lại hết những kiếp sống quá khứ của mình. Muốn đạt được khả năng này thì phải tu tập thiền định, hoặc ngày nay với phương pháp thôi miên, tức là hypnotism, người ta có thể trở lui về quá khứ hoặc kiếp này, hoặc nhiều lắm là một vài kiếp trước, như trường hợp của ông Edgar Cayce. Chuyện tin có kiếp trước là một chuyện hiển nhiên đối với người dân Tây Tạng, bởi vì các lạc ma cao cấp sau khi chết và tái sinh, các ngài đều nhớ được kiếp trước của mình, đã từng là ai, ở đâu, sống trong tu viện nào và nhận diện ra các đệ tử cũ của mình. Chúng ta không thấy và không biết được có kiếp trước chỉ vì tâm thức của chúng ta chưa được học hỏi, tu tập và phát triển. Khoa học ngày nay cho biết là con người mới chỉ sử dụng được 10% bộ óc của mình mà thôi, còn lại 90% kia chưa được khai thác và biết đến. Vì vậy, một người thông minh nên có tinh thần cởi mở để học hỏi và khám phá ra những điều mới lạ, thay vì cố chấp, khép tâm lại, chỉ tin những gì mắt thấy, tai nghe, sờ, mó được. Tiếp độ người chết. Có ba giai đoạn: gần chết, lúc chết và sau khi chết. Giai đoạn thứ nhất, gần chết. Khi thấy người thân sắp chết do bị bệnh hoặc già hoặc tai nạn, vân vân, người nhà cần phải ở gần bên an ủi bốn điều chính giúp cho họ. Thứ nhất, đừng sợ chết, vì làm người ai cũng phải chết, và chết không phải là hết, đó chỉ là lìa bỏ cái thân mục nát này mà thôi. Thứ hai, sanh tâm lìa bỏ, nhàm chán thân tứ đại. Thân tứ đại gồm đất, nước, gió, lửa, và xem nó như cái áo cũ rách. Thứ ba, sanh tâm lìa bỏ, không quyến luyến gia đình, quyến thuộc. Thứ tư, phát tâm nương cầu nơi Đức Phật A-di-đà và cảnh cực lạc. Lúc này, trong gia đình nên giữ thanh tịnh, không nên ồn ào náo nhiệt hay cãi vã tranh chấp, để cho tâm hồn người hấp hối được yên tâm ra đi. Giai đoạn 2, trong lúc chết. Khi người bệnh bắt đầu mê man bất tỉnh, chân tay lạnh dần, đó chính là dấu hiệu của sự chết. Lúc này, bà con quyến thuộc không nên khóc than hay gào thét. Làm như vậy chỉ bận tâm người chết, không được ích lợi gì, mà có thể làm hại là đằng khác. Cách tốt hơn hết là bắt đầu tụng một thời kinh tịnh độ hoặc cầu siêu. Đến chỗ niệm danh hiệu Phật A-di-đà thì niệm nhiều và lâu, cho đến khi người bệnh hoàn toàn tắt thở thì tụng nốt phần cuối của kinh. Trong lúc tụng kinh, tất cả người nhà phải thành tâm cầu nguyện Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn người chết được vãng sanh cực lạc. Sau thời kinh chính, người nhà hãy luân phiên niệm Phật thêm khoảng 6 tiếng đồng hồ nữa. Trong thời gian này không nên đụng đậy hay xê dịch thân thể, như dọn dẹp mền nệm, chùi rửa, thay đổi áo quần. Sau khoảng ít nhất là 6 tiếng hãy tắm rửa thân thể, nhưng không bắt buộc, thay đổi áo quần và nhập niệm. Nếu muốn thay đổi quần áo mà thân thể người chết co quắp hoặc cứng đơ, thì ta có thể xoa và chà alcohol hay dầu nóng vào các khớp xương thì nó sẽ mềm ra. Nếu xúc chạm thân thể quá sớm, khi thần thức người chết chưa hoàn toàn rời khỏi thân, họ có thể bị xúc động và cảm thọ sự đau đớn, nhân đó mà sinh ra sân hận, có thể đọa vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh. Giai đoạn thứ ba, sau khi chết. Sau khi thân thể đã hoàn toàn cứng lạnh, thần thức coi như đã rời khỏi thân xác, giai đoạn này gọi là sau khi chết.
Người chết nếu chưa được giải thoát thì phần nhiều phải trải qua một trạng thái tối tăm mờ mịt trong một thời gian khoảng 3 đến 4 ngày, rồi sau đó mới có cảm giác minh mẫn trở lại. Khi đó họ bắt đầu bước vào cảnh giới trung ấm, là giai đoạn giữa sự chết và đầu thai, và mang một cái thân gọi là thân trung ấm. Thời gian sống của thân trung ấm có thể kéo dài nhiều nhất là 49 ngày kể từ khi mới chết. Thông thường, người chết khi thần thức đã rời khỏi thân thường hay mê muội, nên cứ đắn đo tự hỏi: ta đã chết hay chưa chết? Ở trong trạng thái mơ mơ màng màng này, họ thấy được người thân và gia đình quyến thuộc, mỗi mỗi đều hiện ra trước mắt, nhưng mờ ảo, giống như cảnh trong mộng. Trong cảnh giới trung ấm, cứ sau mỗi 7 ngày là thân trung ấm lại chết đi, sống lại, mê rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại mê, bị gió nghiệp thổi đi đây đi đó một cách bất định. Trước mắt thường hiện ra những cảnh thiện, ác, sung sướng hay rùng rợn, tùy theo nghiệp đã tạo trong lúc còn sống. Đặc biệt là bất cứ đang ở đâu, hãy nghe gọi đến tên mình là thân trung ấm, tức là thần thức, liền trở về nhanh như chớp mắt. Do đó, người nhà trong vòng 3 ngày đầu, khi thi hài còn để ở nhà, nên luân phiên nhau, mỗi ngày tụng một thời kinh, tịnh độ hoặc cầu siêu, và thường xuyên niệm Phật ở gần người chết. Lại nữa, lâu lâu ngồi gần bên gọi tên người chết, khuyên nhủ, nhắc nhở họ 4 điều. Thứ nhất, lìa bỏ nhàm chán thân tứ đại, xướng tên người quá cố. Nghe đây, đừng luyến tiếc cái thân này nữa, vì thân này là nguồn gốc của mọi sự đau khổ. Có thân nên có già, bệnh, chết. Vì thân này mà lúc sống đã làm nhiều điều ác. Do đó, không nên luyến tiếc thân này nữa. Dù có luyến tiếc cũng không được, vì bây giờ nó đang hư thối, mục nát, không thể dùng được. Thứ hai, lìa bỏ gia đình, thân thuộc, xướng tên người quá cố. Nghe đây, không nên luyến ái, thương tiếc bà con, bạn bè. Vì dù có muốn trở lại được sắc thân tứ đại, thì đó chẳng qua là trở lại để chịu khổ, sanh, tử, luân hồi. Dù có trở lại đi nữa, cũng không thể gặp lại bà con quyến thuộc, vì sẽ phải mang một xác thân khác. Vậy, phải nên dẹp bỏ ý muốn được sống trở lại. Hãy nên yên lòng niệm Phật Di Đà, cầu Ngài cứu độ cho. Thứ ba, tất cả cảnh giới đang thấy đều là giả, xướng tên người quá cố. Nghe đây, tất cả cảnh giới đang nhìn thấy, dù sung sướng hay ghê rợn, đều là giả, là ảo ảnh. Đừng sanh tâm vui mừng chạy theo, cũng đừng sợ hãi bỏ chạy, vì nó không thể làm hại được. Lúc này ta sẽ xướng tên của người chết, nó không thể làm hại được người chết đâu. Chỉ nên nhất tâm niệm Phật, cầu Ngài đến cứu. Thứ tư, nương cầu nơi Phật A-di-đà, xướng tên người quá cố. Nghe đây, tất cả cảnh giới đều là giả dối, đau khổ, dính mắc. Chỉ có cảnh cực lạc của Phật A-di-đà là hoàn toàn sung sướng, không bao giờ chết. Vì vậy, hãy chí tâm niệm Phật và nhớ tưởng đến Ngài, cầu Ngài đến tiếp dẫn về cực lạc. Nam-mô A-di-đà Phật. Thứ năm, cúng thất. Trong giai đoạn trung ấm, cứ sau mỗi 7 ngày thì thần thức lại chết đi sống lại. Nếu có ai cúng cho ăn thì được hưởng. Bày đồ ăn mà không gọi tên thì thần thức sẽ không được hưởng. Vì thế họ còn được gọi là hương linh, tức là linh hồn sống bằng mùi hương. Do đó, cứ sau mỗi 7 ngày thì người nhà tụng kinh triệu thỉnh hương linh về, nếu chưa đi thọ thai, để vừa ăn vừa được nghe kinh. Đồ cúng cần phải thanh tịnh, tuyệt đối không nên giết heo, bò, gà, vịt để cúng, vì nếu làm như vậy thì người chết phải bị tội thêm. Nên làm đồ chay thanh tịnh, 3 món là đủ, không cần nhiều. Làm sao biết có kiếp trước, kiếp sau? Căn cơ của một người bình thường không thể nào biết được có kiếp trước hay kiếp sau. Chỉ có những người tu tập thiền định, đi sâu vào nội tâm, chứng được các tầng thiền, hoặc có thiên nhãn thông, túc mạng thông, thì mới thấy được kiếp sống quá khứ và vị lai. Đa số con người
đều rơi vào hai loại chấp. Thứ nhất, chấp thường, tin rằng sau khi chết thì linh hồn còn hoài, hoặc xuống địa ngục bị trừng phạt đời đời, hoặc lên thiên đàng hưởng phước đời đời. Trong trường hợp này, họ vô tình chấp nhận là có kiếp sau. Thứ hai, chấp đoạn, tin rằng sau khi chết là hết, không còn gì hết. Đối với hai hạng người chấp như trên thì rất khó nói cho họ hiểu, bởi vì trong tâm của họ đã đóng khung và tin chắc như vậy rồi, giống như một cái ly úp ngược thì dù cố gắng đổ bao nhiêu nước cũng không vào được. Vì không có thiên nhãn hay thần nhãn nên chúng ta có thể tạm dùng lý trí mà suy luận ra. Hãy lấy thí dụ, làm sao biết được có vi trùng, vi khuẩn? Mắt thường làm sao thấy được? Nếu mắt không thấy thì làm sao lại tin là có? Đa số đều tin có vi trùng, kể cả những trẻ nhỏ mới biết đọc, biết viết. Người thường như chúng ta không trông thấy vi trùng, nhưng các bác sĩ, các nhà bác học với kính hiển vi, họ có thể thấy vi trùng một cách rõ ràng. Và đối với họ, có vi trùng là một sự thật hiển nhiên, chứ không còn là một niềm tin nữa. Khi chúng ta bị bệnh đi nhà thương, nghe bác sĩ nói ta bị nhiễm vi trùng này, vi trùng kia, là chúng ta tin liền. Tại sao không thấy mà tin? Bởi vì do suy luận hợp lý mà tin. Ta tin bác sĩ là người có học thức đàng hoàng, khổ nhọc nghiên cứu học hỏi, trên dưới 10 năm mới ra trường. Hơn nữa, ông ta hơi đâu mà đi lừa ta làm gì? Ông ta nói vi trùng nào cũng được, miễn sao cho ta thuốc uống hết bệnh là được rồi. Tại sao mắt ta không thấy vi trùng mà vẫn tin? Tại sao ta không biết trong thuốc có những hóa chất gì mà lại tin là uống vào sẽ hết bệnh? Nếu ta muốn thấy tận mắt vi trùng thì phải vào cái phòng thí nghiệm, dí mắt vào ống kính hiển vi. Nếu ta muốn biết những hóa chất của thuốc này thì phải chịu khó vào đại học vài năm để học y khoa hay dược khoa thì mới biết được những hóa chất hay dược liệu làm ra thuốc tây là gì, có công năng gì, do những phản ứng hóa học nào tạo ra, vân vân. Cũng vậy, nếu muốn thấy được kiếp trước hay kiếp sau thì ta cũng phải chịu khó tu tập thiền định để chứng được thiên nhãn thông hoặc túc mạng thông. Đức Phật nhờ tu hành đắc đạo nên có thiên nhãn thông, túc mạng thông, thấy được vô số kiếp quá khứ của mình và của người khác, giống như người có máy video thâu được hình ảnh của mình và của người. Điều cần nhấn mạnh là những đệ tử của Ngài cũng chứng được và thấy được kiếp trước của mình. Đức Phật là bậc giác ngộ, đệ tử của Ngài là những bậc thánh tăng A-la-hán, không còn phiền não ô nhiễm, đều chứng được thiên nhãn thông và túc mạng thông. Là Phật tử, tuy nhục nhãn còn bị che lấp bởi vô minh phiền não, nhưng chúng ta vẫn có thể tin lời các Ngài là có kiếp trước, kiếp sau, giống như chúng ta tin bác sĩ nói có vi trùng vậy. Tại sao chúng ta không thấy được ngày hôm qua mà lại tin là có ngày hôm qua? Ta biết được có ngày hôm qua là nhờ ký ức. Qua một đêm ngủ, thời gian không đủ dài để xóa mờ trí nhớ nên ta mới nhớ lại được. Nhưng làm sao ta nhớ lại được chính xác ta đã làm gì, nói gì, đi đâu với ai, chỗ nào 10 hay 20 năm về trước? Nếu không nhớ nổi việc cũ ngay trong kiếp này thì qua một lần chết và tái sinh, trải qua một thân ngũ uẩn khác, ví như một màn sương mù dày đặc, làm sao ta có thể nhớ lại được kiếp trước? Một người bị mổ tim hay mổ óc, bị chích thuốc mê, sau khi tỉnh dậy, nhiều khi phải mất vài ngày mới hoàn hồn nhớ lại được mình là ai, đang ở đâu. Chưa kể những người bị bệnh Alzheimer, hoàn toàn mất hết trí nhớ. Đối với những người này thì ngày hôm qua còn không có, huống chi năm trước hay kiếp trước. Với kỹ thuật văn minh hiện đại, chúng ta có thể chụp hình với máy ảnh hoặc thu hình với máy video. Những gì chúng ta đã chụp hoặc thu hình từ 10 năm trước, hôm nay tuy không thấy, không nhớ, nhưng nếu cần thì chúng ta vẫn có thể lấy ra xem lại được, vì tất cả hình ảnh đã được thu vào băng video. Cũng vậy, tất cả những gì chúng ta đã làm, đã sống đều được thu vào tâm thức. Tâm thức là một kho tàng chứa tất cả những kiếp sống của ta, trong duy thức học gọi là tàng thức hay a lại gia thức. Người nào có khả năng đi vào vùng sâu thẳm của tâm, tức là tàng thức, thì có thể thấy lại hết
những kiếp sống quá khứ của mình. Muốn đạt được khả năng này thì phải tu tập thiền định, hoặc ngày nay với phương pháp thôi miên, tức là hypnotism, người ta có thể trở lui về quá khứ hoặc kiếp này, hoặc nhiều lắm là một vài kiếp trước, như trường hợp của ông Edgar Cayce. Chuyện tin có kiếp trước là một chuyện hiển nhiên đối với người dân Tây Tạng, bởi vì các lạc ma cao cấp sau khi chết và tái sinh, các ngài đều nhớ được kiếp trước của mình, đã từng là ai, ở đâu, sống trong tu viện nào và nhận diện ra các đệ tử cũ của mình. Chúng ta không thấy và không biết được có kiếp trước chỉ vì tâm thức của chúng ta chưa được học hỏi, tu tập và phát triển. Khoa học ngày nay cho biết là con người mới chỉ sử dụng được 10% bộ óc của mình mà thôi, còn lại 90% kia chưa được khai thác và biết đến. Vì vậy, một người thông minh nên có tinh thần cởi mở để học hỏi và khám phá ra những điều mới lạ, thay vì cố chấp, khép tâm lại, chỉ tin những gì mắt thấy, tai nghe, sờ, mó được. Tiếp độ người chết. Có ba giai đoạn: gần chết, lúc chết và sau khi chết. Giai đoạn thứ nhất, gần chết. Khi thấy người thân sắp chết do bị bệnh hoặc già hoặc tai nạn, vân vân, người nhà cần phải ở gần bên an ủi bốn điều chính giúp cho họ. Thứ nhất, đừng sợ chết, vì làm người ai cũng phải chết, và chết không phải là hết, đó chỉ là lìa bỏ cái thân mục nát này mà thôi. Thứ hai, sanh tâm lìa bỏ, nhàm chán thân tứ đại. Thân tứ đại gồm đất, nước, gió, lửa, và xem nó như cái áo cũ rách. Thứ ba, sanh tâm lìa bỏ, không quyến luyến gia đình, quyến thuộc. Thứ tư, phát tâm nương cầu nơi Đức Phật A-di-đà và cảnh cực lạc. Lúc này, trong gia đình nên giữ thanh tịnh, không nên ồn ào náo nhiệt hay cãi vã tranh chấp, để cho tâm hồn người hấp hối được yên tâm ra đi. Giai đoạn 2, trong lúc chết. Khi người bệnh bắt đầu mê man bất tỉnh, chân tay lạnh dần, đó chính là dấu hiệu của sự chết. Lúc này, bà con quyến thuộc không nên khóc than hay gào thét. Làm như vậy chỉ bận tâm người chết, không được ích lợi gì, mà có thể làm hại là đằng khác. Cách tốt hơn hết là bắt đầu tụng một thời kinh tịnh độ hoặc cầu siêu. Đến chỗ niệm danh hiệu Phật A-di-đà thì niệm nhiều và lâu, cho đến khi người bệnh hoàn toàn tắt thở thì tụng nốt phần cuối của kinh. Trong lúc tụng kinh, tất cả người nhà phải thành tâm cầu nguyện Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn người chết được vãng sanh cực lạc. Sau thời kinh chính, người nhà hãy luân phiên niệm Phật thêm khoảng 6 tiếng đồng hồ nữa. Trong thời gian này không nên đụng đậy hay xê dịch thân thể, như dọn dẹp mền nệm, chùi rửa, thay đổi áo quần. Sau khoảng ít nhất là 6 tiếng hãy tắm rửa thân thể, nhưng không bắt buộc, thay đổi áo quần và nhập niệm. Nếu muốn thay đổi quần áo mà thân thể người chết co quắp hoặc cứng đơ, thì ta có thể xoa và chà alcohol hay dầu nóng vào các khớp xương thì nó sẽ mềm ra. Nếu xúc chạm thân thể quá sớm, khi thần thức người chết chưa hoàn toàn rời khỏi thân, họ có thể bị xúc động và cảm thọ sự đau đớn. Nhân đó mà sinh ra sân hận, có thể đọa vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh. Giai đoạn thứ ba, sau khi chết. Sau khi thân thể đã hoàn toàn cứng lạnh, thần thức coi như đã rời khỏi thân xác, giai đoạn này gọi là sau khi chết. Người chết nếu chưa được giải thoát thì phần nhiều phải trải qua một trạng thái tối tăm mờ mịt trong một thời gian khoảng 3 đến 4 ngày, rồi sau đó mới có cảm giác minh mẫn trở lại. Khi đó họ bắt đầu bước vào cảnh giới trung ấm, là giai đoạn giữa sự chết và đầu thai, và mang một cái thân gọi là thân trung ấm. Thời gian sống của thân trung ấm có thể kéo dài nhiều nhất là 49 ngày kể từ khi mới chết. Thông thường, người chết khi thần thức đã rời khỏi thân, thường
thường hay mê muội nên cứ đắn đo tự hỏi, ta đã chết hay chưa chết? Ở trong trạng thái mơ mơ màng màng này, họ thấy được người thân và gia đình quyến thuộc, mỗi mỗi đều hiện ra trước mắt, nhưng mờ ảo, giống như cảnh trong mộng. Trong cảnh giới trung ấm, cứ sau mỗi 7 ngày là thân trung ấm lại chết đi, sống lại, mê rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại mê, bị gió nghiệp thổi đi đây đi đó một cách bất định. Trước mắt thường hiện ra những cảnh thiện, ác, sung sướng hay rùng rợn, tùy theo nghiệp đã tạo trong lúc còn sống. Đặc biệt là bất cứ đang ở đâu, hễ nghe gọi đến tên mình là thân trung ấm, tức là thần thức, liền trở về nhanh như chớp mắt. Do đó, người nhà trong vòng 3 ngày đầu, khi thi hài còn để ở nhà, nên luân phiên nhau, mỗi ngày tụng một thời kinh, tịnh độ hoặc cầu siêu, và thường xuyên niệm Phật ở gần người chết. Lại nữa, lâu lâu ngồi gần bên gọi tên người chết, khuyên nhủ, nhắc nhở họ 4 điều. Thứ nhất, lìa bỏ nhàm chán thân tứ đại, xướng tên người quá cố. Nghe đây, đừng luyến tiếc cái thân này nữa, vì thân này là nguồn gốc của mọi sự đau khổ. Có thân nên có già, bệnh, chết. Vì thân này mà lúc sống đã làm nhiều điều ác. Do đó, không nên luyến tiếc thân này nữa. Dù có luyến tiếc cũng không được, vì bây giờ nó đang hư thối, mục nát, không thể dùng được. Thứ hai, lìa bỏ gia đình, thân thuộc, xướng tên người quá cố. Nghe đây, không nên luyến ái, thương tiếc bà con, bạn bè. Vì dù có muốn trở lại được sắc thân tứ đại, thì đó chẳng qua là trở lại để chịu khổ, sanh, tử, luân hồi. Dù có trở lại đi nữa, cũng không thể gặp lại bà con quyến thuộc, vì sẽ phải mang một xác thân khác. Vậy, phải nên dẹp bỏ ý muốn được sống trở lại. Hãy nên yên lòng niệm Phật Di Đà, cầu Ngài cứu độ cho. Thứ ba, tất cả cảnh giới đang thấy đều là giả, xướng tên người quá cố. Nghe đây, tất cả cảnh giới đang nhìn thấy, dù sung sướng hay ghê rợn, đều là giả, là ảo ảnh. Đừng sanh tâm vui mừng chạy theo, cũng đừng sợ hãi bỏ chạy, vì nó không thể làm hại được. Lúc này ta sẽ xướng tên của người chết, nó không thể làm hại được người chết đâu. Chỉ nên nhất tâm niệm Phật, cầu Ngài đến cứu. Thứ tư, nương cầu nơi Phật A-di-đà, xướng tên người quá cố. Nghe đây, tất cả cảnh giới đều là giả dối, đau khổ, dính mắc. Chỉ có cảnh cực lạc của Phật A-di-đà là hoàn toàn sung sướng, không bao giờ chết. Vì vậy, hãy chí tâm niệm Phật và nhớ tưởng đến Ngài, cầu Ngài đến tiếp dẫn về cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Thứ năm, cúng thất. Trong giai đoạn trung ấm, cứ sau mỗi 7 ngày thì thần thức lại chết đi sống lại. Nếu có ai cúng cho ăn thì được hưởng. Bày đồ ăn mà không gọi tên thì thần thức sẽ không được hưởng. Vì thế, họ còn được gọi là hương linh, tức là linh hồn sống bằng mùi hương. Do đó, cứ sau mỗi 7 ngày thì người nhà tụng kinh triệu thỉnh hương linh về, nếu chưa đi thọ thai, để vừa ăn vừa được nghe kinh. Đồ cúng cần phải thanh tịnh, tuyệt đối không nên giết heo, bò, gà, vịt để cúng, vì nếu làm như vậy thì người chết phải bị tội thêm. Nên làm đồ chay thanh tịnh, 3 món là đủ, không cần nhiều. Làm sao biết có kiếp trước, kiếp sau? Căn cơ của một người bình thường không thể nào biết được có kiếp trước hay kiếp sau. Chỉ có những người tu tập thiền định, đi sâu vào nội tâm, chứng được các tầng thiền, hoặc có thiên nhãn thông, túc mạng thông, thì mới thấy được kiếp sống quá khứ và vị lai. Đa số con người đều rơi vào hai loại chấp. Thứ nhất, chấp thường, tin rằng sau khi chết thì linh hồn còn hoài, hoặc xuống địa ngục bị trừng phạt đời đời, hoặc lên thiên đàng hưởng phước đời đời. Trong trường hợp này, họ vô tình chấp nhận là có kiếp sau. Thứ hai, chấp đoạn, tin rằng sau khi chết là hết, không còn gì hết. Đối với hai hạng người chấp như trên, thì rất khó nói cho họ hiểu, bởi vì trong tâm của họ đã đóng khung, và tin chắc như vậy rồi, giống như một cái ly úp ngược,
thì dù cố gắng đổ bao nhiêu nước cũng không vào được. Vì không có thiên nhãn hay thần nhãn, nên chúng ta có thể tạm dùng lý trí mà suy luận ra. Hãy lấy thí dụ, làm sao biết được có vi trùng, vi khuẩn? Mắt thường làm sao thấy được? Nếu mắt không thấy, thì làm sao lại tin là có? Đa số đều tin có vi trùng, kể cả những trẻ nhỏ mới biết đọc, biết viết. Người thường như chúng ta không trông thấy vi trùng, nhưng các bác sĩ, các nhà bác học với kính hiển vi, họ có thể thấy vi trùng một cách rõ ràng. Và đối với họ, có vi trùng là một sự thật hiển nhiên, chứ không còn là một niềm tin nữa. Khi chúng ta bị bệnh, đi nhà thương, nghe bác sĩ nói ta bị nhiễm vi trùng này, vi trùng kia, là chúng ta tin liền. Tại sao không thấy mà tin? Bởi vì do suy luận hợp lý mà tin. Ta tin bác sĩ là người có học thức đàng hoàng, khổ nhọc nghiên cứu học hỏi, trên dưới 10 năm mới ra trường. Hơn nữa, ông ta hơi đâu mà đi lừa ta làm gì? Ông ta nói vi trùng nào cũng được, miễn sao cho ta thuốc uống hết bệnh là được rồi. Tại sao mắt ta không thấy vi trùng mà vẫn tin? Tại sao ta không biết trong thuốc có những hóa chất gì mà lại tin là uống vào sẽ hết bệnh? Nếu ta muốn thấy tận mắt vi trùng thì phải vào cái phòng thí nghiệm, dí mắt vào ống kính hiển vi. Nếu ta muốn biết những hóa chất của thuốc này thì phải chịu khó vào đại học vài năm để học y khoa hay dược khoa thì mới biết được những hóa chất hay dược liệu làm ra thuốc tây là gì, có công năng gì, do những phản ứng hóa học nào tạo ra, vân vân. Cũng vậy, nếu muốn thấy được kiếp trước hay kiếp sau thì ta cũng phải chịu khó tu tập thiền định để chứng được thiên nhãn thông hoặc túc mạng thông. Đức Phật nhờ tu hành đắc đạo nên có thiên nhãn thông, túc mạng thông, thấy được vô số kiếp quá khứ của mình và của người khác, giống như người có máy video thâu được hình ảnh của mình và của người. Điều cần nhấn mạnh là những đệ tử của Ngài cũng chứng được và thấy được kiếp trước của mình. Đức Phật là bậc giác ngộ, đệ tử của Ngài là những bậc thánh tăng A-la-hán, không còn phiền não ô nhiễm, đều chứng được thiên nhãn thông và túc mạng thông. Là Phật tử, tuy nhục nhãn còn bị che lấp bởi vô minh phiền não, nhưng chúng ta vẫn có thể tin lời các ngài là có kiếp trước kiếp sau, giống như chúng ta tin bác sĩ nói có vi trùng vậy. Tại sao chúng ta không thấy được ngày hôm qua mà lại tin là có ngày hôm qua? Ta biết được có ngày hôm qua là nhờ ký ức. Qua một đêm ngủ, thời gian không đủ dài để xóa mờ trí nhớ nên ta mới nhớ lại được. Nhưng làm sao ta nhớ lại được chính xác ta đã làm gì, nói gì, đi đâu với ai, chỗ nào 10 hay 20 năm về trước? Nếu không nhớ nổi việc cũ ngay trong kiếp này, thì qua một lần chết và tái sinh, trải qua một thân ngũ uẩn khác, ví như một màn sương mù dày đặc, làm sao ta có thể nhớ lại được kiếp trước? Một người bị mổ tim hay mổ óc, bị chích thuốc mê, sau khi tỉnh dậy, nhiều khi phải mất vài ngày mới hoàn hồn nhớ lại được mình là ai, đang ở đâu. Chưa kể những người bị bệnh Alzheimer, hoàn toàn mất hết trí nhớ. Đối với những người này thì ngày hôm qua còn không có, huống chi năm trước hay kiếp trước. Với kỹ thuật văn minh hiện đại, chúng ta có thể chụp hình với máy ảnh hoặc thu hình với máy video. Những gì chúng ta đã chụp hoặc thu hình từ 10 năm trước, hôm nay tuy không thấy, không nhớ, nhưng nếu cần thì chúng ta vẫn có thể lấy ra xem lại được, vì tất cả hình ảnh đã được thu vào băng video. Cũng vậy, tất cả những gì chúng ta đã làm, đã sống đều được thu vào tâm thức. Tâm thức là một kho tàng chứa tất cả những kiếp sống của ta, trong duy thức học gọi là tàng thức hay a lại gia thức. Người nào có khả năng đi vào vùng sâu thẳm của tâm, tức là tàng thức, thì có thể thấy lại hết những kiếp sống quá khứ của mình. Muốn đạt được khả năng này thì phải tu tập thiền định, hoặc ngày nay với phương pháp thôi miên, tức là hypnotism, người ta có thể trở lui về quá khứ hoặc kiếp này, hoặc nhiều lắm là một vài kiếp trước, như trường hợp của ông Edgar Casey. Chuyện tin có kiếp trước là một chuyện hiển nhiên đối với người dân Tây Tạng, bởi vì các lạc ma cao cấp sau khi chết và tái sinh, các ngài đều nhớ được kiếp trước của mình, đã từng là ai, ở đâu, sống trong tu viện nào,
và nhận diện ra các đệ tử cũ của mình. Chúng ta không thấy và không biết được có kiếp trước chỉ vì tâm thức của chúng ta chưa được học hỏi, tu tập và phát triển. Khoa học ngày nay cho biết là con người mới chỉ sử dụng được 10% bộ óc của mình mà thôi, còn lại 90% kia chưa được khai thác và biết đến. Vì vậy, một người thông minh nên có tinh thần cởi mở để học hỏi và khám phá ra những điều mới lạ, thay vì cố chấp, khép tâm lại, chỉ tin những gì mắt thấy, tai nghe, sờ, mó được. Tiếp độ người chết. Có ba giai đoạn: gần chết, lúc chết và sau khi chết. Giai đoạn thứ nhất, gần chết. Khi thấy người thân sắp chết do bị bệnh hoặc già hoặc tai nạn vân vân, người nhà cần phải ở gần bên an ủi bốn điều chính giúp cho họ. Thứ nhất, đừng sợ chết, vì làm người ai cũng phải chết, và chết không phải là hết, đó chỉ là lìa bỏ cái thân mục nát này mà thôi. Thứ hai, sanh tâm lìa bỏ, nhàm chán thân tứ đại. Thân tứ đại gồm đất, nước, gió, lửa, và xem nó như cái áo cũ rách. Thứ ba, sanh tâm lìa bỏ, không quyến luyến gia đình, quyến thuộc. Thứ tư, phát tâm nương cầu nơi Đức Phật A-di-đà và cảnh cực lạc. Lúc này, trong gia đình nên giữ thanh tịnh, không nên ồn ào náo nhiệt hay cãi vã tranh chấp, để cho tâm hồn người hấp hối được yên tâm ra đi. Giai đoạn 2, trong lúc chết. Khi người bệnh bắt đầu mê man bất tỉnh, chân tay lạnh dần, đó chính là dấu hiệu của sự chết. Lúc này, bà con quyến thuộc không nên khóc than hay gào thét. Làm như vậy chỉ bận tâm người chết, không được ích lợi gì, mà có thể làm hại là đằng khác. Cách tốt hơn hết là bắt đầu tụng một thời kinh tịnh độ hoặc cầu siêu. Đến chỗ niệm danh hiệu Phật A-di-đà thì niệm nhiều và lâu, cho đến khi người bệnh hoàn toàn tắt thở thì tụng nốt phần cuối của kinh. Trong lúc tụng kinh, tất cả người nhà phải thành tâm cầu nguyện Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn người chết được vãng sanh cực lạc. Sau thời kinh chính, người nhà hãy luân phiên niệm Phật thêm khoảng 6 tiếng đồng hồ nữa. Trong thời gian này không nên đụng đậy hay xê dịch thân thể, như dọn dẹp mền nệm, chùi rửa, thay đổi áo quần. Sau khoảng ít nhất là 6 tiếng hãy tắm rửa thân thể, nhưng không bắt buộc, thay đổi áo quần và nhập niệm. Nếu muốn thay đổi quần áo mà thân thể người chết co quắp hoặc cứng đơ, thì ta có thể xoa và chà alcohol hay dầu nóng vào các khớp xương thì nó sẽ mềm ra. Nếu xúc chạm thân thể quá sớm, khi thần thức người chết chưa hoàn toàn rời khỏi thân, họ có thể bị xúc động và cảm thọ sự đau đớn. Nhân đó mà sinh ra sân hận, có thể đọa vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh. Giai đoạn thứ ba, sau khi chết. Sau khi thân thể đã hoàn toàn cứng lạnh, thần thức coi như đã rời khỏi thân xác, giai đoạn này gọi là sau khi chết. Người chết nếu chưa được giải thoát thì phần nhiều phải trải qua một trạng thái tối tăm mờ mịt trong một thời gian khoảng 3 đến 4 ngày, rồi sau đó mới có cảm giác minh mẫn trở lại. Khi đó họ bắt đầu bước vào cảnh giới trung ấm, là giai đoạn giữa sự chết và đầu thai, và mang một cái thân gọi là thân trung ấm. Thời gian sống của thân trung ấm có thể kéo dài nhiều nhất là 49 ngày kể từ khi mới chết. Thông thường, người chết khi thần thức đã rời khỏi thân thường hay mê muội, nên cứ đắn đo tự hỏi: ta đã chết hay chưa chết? Ở trong trạng thái mơ mơ màng màng này, họ thấy được người thân và gia đình quyến thuộc, mỗi mỗi đều hiện ra trước mắt, nhưng mờ ảo, giống như cảnh trong mộng. Trong cảnh giới trung ấm, cứ sau mỗi 7 ngày là thân trung ấm lại chết đi, sống lại, mê rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại mê, bị gió nghiệp thổi đi đây đi đó một cách bất định. Trước mắt thường hiện ra những cảnh thiện, ác, sung sướng hay rùng rợn,
tùy theo nghiệp đã tạo trong lúc còn sống. Đặc biệt là bất cứ đang ở đâu, hãy nghe gọi đến tên mình là thân trung ấm, tức là thần thức, liền trở về nhanh như chớp mắt. Do đó, người nhà trong vòng 3 ngày đầu, khi thi hài còn để ở nhà, nên luân phiên nhau, mỗi ngày tụng một thời kinh, tịnh độ hoặc cầu siêu, và thường xuyên niệm Phật ở gần người chết. Lại nữa, lâu lâu ngồi gần bên gọi tên người chết, khuyên nhủ, nhắc nhở họ 4 điều. Thứ nhất, lìa bỏ nhàm chán thân tứ đại, xướng tên người quá cố. Nghe đây, đừng luyến tiếc cái thân này nữa, vì thân này là nguồn gốc của mọi sự đau khổ. Có thân nên có già, bệnh, chết. Vì thân này mà lúc sống đã làm nhiều điều ác. Do đó, không nên luyến tiếc thân này nữa. Dù có luyến tiếc cũng không được, vì bây giờ nó đang hư thối, mục nát, không thể dùng được. Thứ hai, lìa bỏ gia đình, thân thuộc, xướng tên người quá cố. Nghe đây, không nên luyến ái, thương tiếc bà con, bạn bè. Vì dù có muốn trở lại được sắc thân tứ đại, thì đó chẳng qua là trở lại để chịu khổ, sanh, tử, luân hồi. Dù có trở lại đi nữa, cũng không thể gặp lại bà con quyến thuộc, vì sẽ phải mang một xác thân khác. Vậy, phải nên dẹp bỏ ý muốn được sống trở lại. Hãy nên yên lòng niệm Phật Di Đà, cầu Ngài cứu độ cho. Thứ ba, tất cả cảnh giới đang thấy đều là giả, xướng tên người quá cố. Nghe đây, tất cả cảnh giới đang nhìn thấy, dù sung sướng hay ghê rợn, đều là giả, là ảo ảnh. Đừng sanh tâm vui mừng chạy theo, cũng đừng sợ hãi bỏ chạy, vì nó không thể làm hại được. Lúc này ta sẽ xướng tên của người chết, nó không thể làm hại được người chết đâu. Chỉ nên nhất tâm niệm Phật, cầu Ngài đến cứu. Thứ tư, nương cầu nơi Phật A Di Đà, xướng tên người quá cố. Nghe đây, tất cả cảnh giới đều là giả dối, đau khổ, dính mắc. Chỉ có cảnh cực lạc của Phật A Di Đà là hoàn toàn sung sướng, không bao giờ chết. Vì vậy, hãy chí tâm niệm Phật và nhớ tưởng đến Ngài, cầu Ngài đến tiếp dẫn về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Thứ năm, cúng thất. Trong giai đoạn trung ấm, cứ sau mỗi 7 ngày thì thần thức lại chết đi sống lại. Nếu có ai cúng cho ăn thì được hưởng. Bày đồ ăn mà không gọi tên thì thần thức sẽ không được hưởng. Vì thế, họ còn được gọi là hương linh, tức là linh hồn sống bằng mùi hương. Do đó, cứ sau mỗi 7 ngày thì người nhà tụng kinh triệu thỉnh hương linh về. Nếu chưa đi thọ thai, để vừa ăn vừa được nghe kinh. Đồ cúng cần phải thanh tịnh, tuyệt đối không nên giết heo, bò, gà, vịt. Hỏi rằng, vì sao chư đại đức cao tăng cũng bị bệnh nặng tử vong? Lại đáp rằng, Phật và lịch đại cao tăng đều thị hiện tướng phàm phu sinh ra nơi đời, sắc thân các ngài cũng là đất, nước, gió, lửa, hợp thành, sinh lão bệnh tử là quy luật chung, mà người tu hành lại càng có liên quan mật thiết với chúng sinh. Khi sứ mệnh chư vị ấy hoàn tất tại thế gian rồi, thì đa số đều thị hiện tướng bệnh để ly trần. Một số tuy có tướng bệnh nhưng không thống khổ, chẳng hạn như dù bị ung bú gan, phổi, bao tử, vân vân, nhưng không cảm giác đau nên chẳng cần dùng thuốc chặn đau. Chỉ là hướng mọi người thị hiện các công phu tu như tọa thiền, niệm Phật, tụng kinh, trì chú, vân vân, phát sinh kỳ tích Phật lực gia trì nhằm khuyến khích các đệ tử hoặc chư vị đồng tu cần nên tinh tấn hành trì cho tốt để đón vô thường tới. Đương nhiên cũng có người thị hiện tướng ngồi, nằm hoặc không bệnh mà mất. Đây gọi là
thị hiện tướng đẹp lành, nhằm giáo dục người tinh tấn tu hành. Trong tạng truyện Phật giáo có ghi rất nhiều, Hòa Thượng Diệu Pháp kể, khi Sư Tuyên Hóa bị bệnh, có lúc trước mặt đệ tử, Ngài cũng thị hiện tướng đau, nhưng vừa nghe đệ tử buồn khóc, Sư lập tức đổi thành tướng an lành, vui vẻ bảo. Các ngươi làm to chuyện lên rồi đó. Thế rồi, Ngài nói cười bình thường, sau này đệ tử mới biết là sư phụ đang khảo nghiệm, thử thách mọi người, tiên tri là bịp bợm. Có một thanh niên trẻ không tin việc tiên đoán, bị người nhà lôi đến chỗ tôi. Anh ngồi thù lù trong một góc, căn bản là chẳng muốn hỏi gì. Người nhà thúc giục, anh la to. Những kẻ bói toán tiên tri này nọ, thảy đều là lừa gạt người. Hơi đâu mà tin bọn thuật sĩ giang hồ chuyên lừa gạt, tất cả đều là hạng bịp bợm cả thôi. Tôi thản nhiên bảo anh. Trong thế giới này, có thật, có giả, những hạng bịp lừa đúng là có rất nhiều. Sao anh không chịu dùng trí tuệ, thử động não để phân biệt xem ai giả, ai thật chứ? Anh đáp. Tôi mặc kệ, dù sao bạn cũng chỉ là kẻ lừa gạt mà thôi. Tôi bảo. Tôi biết rõ những gì của anh đó. Tôi không tin. Anh ta thẳng thừng đáp. Tôi mỉm cười nói. Hôm qua, anh bị té xe, chân phải bị thương chảy máu, có đúng không? Anh tròn mắt ngạc nhiên, nói. Tôi chưa kể cho bất kỳ ai, ngay cả người thân cũng không hay. Chỉ có mình tôi biết thôi. Bạn làm sao mà rành vậy? Rồi anh vén quần lên, chìa vết thương cho mọi người xem. Chân phải anh quả như bị thương, máu đã khô. Những chuyện tiên đoán linh nghiệm tính ra có rất nhiều, nhưng cũng có nhiều chuyện không linh. Vì sao lại không linh? Xin hãy nghe tôi kể. Câu chuyện thứ ba, quan lớn họ Đặng. Có một ông quan lớn họ Đặng muốn ra ứng cử bộ trưởng, còn có ba người nữa họ Triệu, Trần, Lương cùng tranh chức này. Ông Đặng hỏi tôi. Ta có thể đắc cử bộ trưởng được không? Tôi đáp. Có thể. Được khoảng nửa năm, vị đắc cử chức bộ trưởng không phải họ Đặng mà là họ Trần. Ông Đặng nổi giận, tìm đến chất vấn tôi. Trách vì sao Băng Sơ nói là ông có thể làm bộ trưởng, nhưng tại sao đây lại không đúng? Anh bói toán kiểu gì vậy? Căn bản là có linh hay không hả? Chẳng phải ta đang lừa người hay sao? Bây giờ anh thử giải thích xem. Ông họ Đặng cáo kỉnh nói, tôi đã mặc tí tai không đáp được lời nào. Ông Đặng lại hỏi. Chẳng phải anh từng tiên đoán là tôi được hay sao? Thế này là thế nào? Tôi đành đáp. Thật sự là, lúc trước tôi nghe thần Phúc Lộc Sát nhận vậy. Ông ta bảo sao, thì tôi truyền đạt y như vậy. Thần Phúc Lộc hả? Vậy thần Phúc Lộc ở đâu? Thần Phúc Lộc là vô hình. Ông chuyên coi về phúc lộc của con người. Tôi thấy và giao tiếp được. Nhưng mà ông thì không thể. Nè, đừng có nói bá láp bá xàm nữa nghe. Ông Đặng vừa biệt thị, vừa lộ vẻ bất mãn cực độ. Ngay lúc tôi bị người chất vấn mắng như vậy, bạn có thể tưởng tượng ra thảm cảnh này. Khi đó tôi cực kỳ lúng túng, hoàn toàn mất tinh thần, chỉ biết im lặng ngó lên không, kêu trời một mình. Nhưng bỗng một luồng sáng chiếu vào mắt tôi, thần Phúc Lộc đã xuất hiện. Ông dám nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng, viết ra một chữ dâm. Cuối chữ dâm còn ghi ngày tháng phạm lỗi rất rõ. Tôi liền bảo họ Đặng. Thất cử là do ông phạm giới dâm. Ông Đặng đáp. Không có. Đúng ngày đó tháng đó mà. Ông Đặng quả quyết. Không có thiệt mà. Tôi gẫn người. Rõ ràng thần Phúc Lộc đã viết chữ dâm, còn ghi rõ mồn một, ngày, tháng, phạm lỗi. Chỉ thị hết sức rõ ràng, sao lại không có được? Tôi chẳng tin. Bèn bảo. Ông nghĩ kỹ lại xem. Ông Đặng ngẫm nghĩ, bấm tay tính toán ngày tháng một hồi, cuối cùng vẫn đáp. Không có mà. Lúc này, thần Phúc Lộc bèn giải thích cho tôi hiểu, Đặng đúng vào ngày đó đã nhìn trộm cô láng giềng tắm. Tôi nghe thần Phúc Lộc kể tội rình xem khuê nữ tắm, trong bụng mắt cười quá mà không dám cười. Tôi bảo ông Đặng. Chẳng phải lỗi tư thông, hành lạc, mà là nhìn trộm cô láng giềng tắm. Ông Đặng vừa nghe, ngây người một lúc, không nói năng gì, sau đó sẽn lẻn cúi đầu bỏ đi.
Theo tôi được biết, tình huống ông Đặng phạm lỗi là thế này. Đúng ra là ông Đặng đáng được làm bộ trưởng, nhưng khoảng mấy tháng trước, có một cô gái vừa đến ở cạnh nhà ông Đặng. Cô này trông rất xinh đẹp, cao ráo, mỹ miều. Ông Đặng thấy vậy, để ý, dòm ngó. Nhà ông Đặng có cửa sổ đối diện với nhà tắm của cô gái. Ngày tháng đó, cô láng giềng vào nhà tắm, quên kéo rèm che cửa nên bị ông Đặng thấy được. Ông bèn đi lấy ống dòm, cầm lên ngắm cô từ đầu tới chân, từ chân tới đầu, lòng cực kỳ hưng phấn, miệng cứ hít hà suýt xoa, luôn lẩm bẩm ước ao. Giá như bà được cùng em này qua đêm một lần thì đúng là không uổng phí cuộc đời. Khi đó, ông Đặng mắt nhìn, tâm tưởng, lòng khởi đầy niệm tà. Thần Phúc Lộc nói rằng, mặc dù ông Đặng chưa có hành vi giao cấu thành tội với là cô láng giềng, nhưng lỡ như thấy cô ấy tắm là người đàng hoàng thì phải lo mà tránh đi. Đằng này chẳng những ông Đặng không tránh, mà còn cầm kính viễn vọng lên nhìn, xăm soi tỉ mỉ từ đầu tới chân, không những mắt động, tâm động mà ý dâm phát khởi mạnh. Tuy không dẫn đến hành vi tư thông cùng người, nhưng cũng bị xem như phạm giới dâm. Vì vậy mà bị mất lộc vị. Hãy nhắn ông ta, cần phải lo tu bồi đức hạnh, tu sửa khoảng 6 năm nữa thì mới có thể ra làm bộ trưởng. Vì sao hài nhi khóc? Đầu xuân năm đó, Tiết Nhan là nhà láng giềng đột nhiên gọi điện cho tôi nhờ trợ giúp, kể rằng anh đến chúc Tết nhà của sếp, gặp lúc hai vợ chồng họ bối rối khốn khổ, nhìn đứa con mới sinh được hơn một tháng tuổi, khóc thét không ngừng suốt hai ngày nay. Do các bệnh viện không tìm ra nguyên nhân vì sao bé khóc, nên lòng họ cứ nóng như lửa đốt. Tiết Nhan thấy tình cảnh này, vừa gọi điện cho tôi cầu cứu. Tôi cũng nghe rõ tiếng đứa bé đang khóc rất dữ, bèn chuyển điện thoại đến cho sư phụ. Sư phụ bảo Tiết Nhan trao điện thoại cho mẹ bé, rồi nói: Nhà các người có phải rất ưa ăn hải sản, tôm cua cá không? Họ đáp: Dạ phải, dân ở Đài Loan á thường ăn các thứ này nè, mà chúng tôi cũng vậy nữa. Sư phụ bảo: Nếu bây giờ hai vị phát tâm không ăn hải sản nữa và chịu niệm Phật siêu độ cho những con vật đã ăn qua, thì con các vị sẽ lập tức ngưng khóc ngay. Họ không hiểu, chất vấn: Đứa bé khóc thì có liên quan gì tới việc ăn tôm cua cá của chúng tôi chứ? Sư phụ giải thích: Đài Loan đạo Phật rất thịnh, thế mà hai vị đối với Phật giáo lại không biết chút gì sao? Họ đáp: Chúng tôi là ngoại đạo, theo tín ngưỡng thờ lão gia của Đài Loan, mà đạo này không cấm ăn các thứ hải sản tươi sống. Sư phụ nói: Thần thức các loài thủy tộc mà hai vị đã ăn qua đang ôm hận và trực sẵn chờ đợi thời cơ báo thù. Nhưng do hai vị hiện thời phúc báo chưa tận, tuổi trẻ dương khí thịnh, nên các oan gia này bèn chuyển sang quấy rối đứa nhỏ. Chúng hóa hiện thành đủ hình dạng xấu xí để nhát dọa hù cho đứa trẻ sợ. Các vị có thấy hai cánh tay của bé không ngừng quơ quơ giữa không trăng? Đó là vì muốn chống lại những linh quỷ dị dạng xấu hình đang quấy phá, tức là khiến nó sợ hãi khóc mãi không ngừng. Quan gia đang dùng cách này làm cho các vị phải sầu muộn, lo lắng, tâm lực tiều tụy. Như thế thì chẳng bao lâu nữa là chúng có thể đạt được mục đích báo thù. Phải biết, các ấu nhi dưới 3 tuổi bình thường đều còn nhục nhãn thông, nghĩa là có thể nhìn thấy cảnh giới mà mắt người không nhìn thấy. Sau 3 tuổi, do dục vọng thế gian tăng gia, dần dần che mờ hết, nên chúng sẽ thấy bình thường lại như người lớn. Nếu muốn quan gia không quấy nhiễu hù dọa đứa bé nữa, thì ngay bây giờ hai vợ chồng phải lập tức phát thệ không ăn hải sản nữa. Hai vị cần tuyên bố như vậy. Rồi sau đó phải vì những con vật mình từng ăn qua niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật để siêu độ chúng. Làm được vậy
thì cháu bé sẽ ngưng khóc ngay. Ta biết hai vị không tin, nhưng lẽ nào không muốn thử nghiệm xem sao ư? Đối phương do dự một lúc, bất đắc dĩ đành phải phát lời thề nguyện. Chúng tôi từ nay về sau không ăn hải sản nữa. Sau đó, sư phụ dạy họ niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Họ chỉ lặp lại mới vài câu thì tiếng khóc đứa bé nhỏ dần rồi từ từ dứt hẳn. Điều này khiến cho ông chủ Đài Loan cảm thấy bất ngờ và bị chấn động, cất tiếng cảm tạ sư phụ. Vợ ông cũng bật khóc, nói cảm ơn lia lịa như người mái. Sư phụ bảo họ: hiện giờ đứa bé đã ngừng khóc. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, hàng ngày các vị phải vì những con vật bình ăn qua, siêng năng niệm Phật, siêu độ chúng. Chưa hết, từ đây về sau còn phải phóng sinh cho nhiều để giúp tiêu nghiệp cũ, nên dính chút thời gian đến thiền viện Đại Bi thỉnh một số kinh sách về đọc. Hai vợ chồng đều hứa nhất định họ sẽ làm theo và siêng năng lễ tụng. Hai ngày sau, Tiết Nhan cùng hai vợ chồng họ đi đến tìm Hòa Thượng Diệu Pháp lễ tạ, nhưng sư phụ đã ra đi từ tối hôm qua. Tôi bảo họ hãy đem lễ vật cúng dường thiền viện Đại Bi, Tây Du Ký và Phong Thần. Dạ thưa sư phụ, nghe ngài phân tích nhận định truyện Bạch Xà, con cảm thấy rất có lý. Hiện tại con còn vài vấn đề muốn thỉnh giáo sư phụ. Tây Du Ký là một bộ truyện trứ danh, rất được quần chúng ưa thích và đã dựng thành phim, được bao nhiêu người là hoan nghênh. Nhưng hồi nhỏ lúc mà con coi phim á, con cảm thấy Đường Tăng quá khiếp nhược yếu đuối. Mà tại sao Bồ Tát Quan Âm lại bảo Tôn Ngộ Không bái ông làm thầy? Hơn nữa còn truyền chú Cẩn Cô cho Đường Tăng để trị kẻ chuyên phạt ác dương thiện như là Tôn Đại Thánh. Đường Tăng không tài giỏi hơn, sao có thể giáo hóa đồ đệ chứ? Câu chuyện này theo quan điểm Phật giáo, phải giải thích như thế nào đây sư phụ? Hòa Thượng Diệu Pháp đáp: tôi cho rằng, nếu hiểu Phật Pháp, thì nên giải thích Tây Du Ký như thế này. Như trong sách đã nêu, bản thân Đường Tăng theo Pháp Tiểu Thừa, cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm mới hóa hiện thành một lão hòa thượng chỉ điểm, mách cho Đường Tăng nên đi Tây Phương bái kiến Phật Tổ, xin thỉnh kinh Đại Thừa. Đường đi Tây Thiên thỉnh kinh thực tế là con đường mà ngài Huyền Trang tu hành, tự độ và độ người. Nhưng đường tu không bao giờ bằng phẳng, luôn có đầy gian nan hiểm trở. Ba đồ đệ đi theo Đường Tăng là đại diện cho ba loại ác tập: tham, sân, si của mọi chúng sinh. Trư Bát Giới đại diện cho người tham dục trầm trọng: tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham ăn, tham ngủ. Vì vậy mới bắt ông giữ tám giới, hàm ý rằng chỉ có giữ giới mới dập tắt tham dục, chỉ có giữ giới mới hoạch đắc trí huệ, cho nên gọi là ngộ năng. Tôn Ngộ Không là đại diện cho những kẻ hành sự có trách nhiệm bổn phận, có tài, nhưng khí sân rất lớn. Ban tên Ngộ Không chính là báo cho những dạng người này phải hiểu rõ đạo lý tất cả vô thường, vạn pháp giai không. Còn Sa Ngộ Tịnh là chỉ những người thực thà phúc hậu nhưng ngu si, vì không hiểu rõ Phật Pháp nên tạo nhiều tội nghiệp như ăn thịt sát sinh. Ông từng ở sông Lưu Sa chuyên ăn thịt người mà sống, đặt tên Ngộ Tịnh là muốn ông tu tịnh hạnh, tức hạnh thanh tịnh. Nếu muốn thoát ly tam giới thì cần phải từ bi
bớt sát. Đường Tăng thân là sư phụ, xem tứ đại giai không, chẳng bị tài sắc, danh lợi, quyến dụ. Tuy không giỏi tài phép như các đệ tử, nhưng những phút giây ở sát bên bờ vực sinh tử, đối diện với chuyện sống chết, ông vẫn xem nhẹ và tuyên bố: thà tiến lên một bước hướng Tây Phương mà chết, chứ quyết chẳng lui về để được sống. Gặp lúc ngộ không phá giới sát, chẳng vâng lời thầy, nên ông buộc phải niệm chú cận cô. Điều này hàm ý rằng, dùng giới luật để câu thúc, khiến y cải tà quy chánh. Đường Tăng không thể đàn dân giá võ, không thể biến quá, chỉ biết nhất tâm niệm Phật. Hàm ý rằng, mục đích tu hành không phải để cầu thần thông. Con xem, Ngộ Không, dù thần thông quảng đại, gặp lúc yêu quái có tài phép quá giỏi, chẳng phải y cũng thúc thủ hết cách sao? Nhưng cuối cùng, thì ta không thể thắng chánh. Gặp lúc sinh mệnh nguy hiểm, Đường Tăng nhất tâm niệm Phật. Bồ Tát Quan Thế Âm chắc chắn sẽ yểm trợ cho vùng hung hóa cát, giúp Đường Tăng biến nguy thành an. Giả lại, một số yêu quái Ngộ Không đối phó không nổi, đa số đều là thị giả các thánh nhân hoặc là các xuất vật thuộc hạ của họ tác quái. Đây phải dạy thế này: chư Bồ Tát, tiên nhân vì muốn giúp đỡ Đường Tăng sớm chứng thánh quả nên cố tình chế ra chướng ngại. Tất cả đều là thử thách, khảo nghiệm, xem ông ứng phó làm sao. Đường Tăng, ngay nơi cửa ải sinh tử, cũng chưa bao giờ trách Bồ Tát Quan Thế Âm đã xúi ông đi lấy kinh. Tu hành giả có thể cởi mây đi 10 vạn 8 ngàn dặm, thế mà chẳng ra khỏi bàn tay Phật Tổ Như Lai. Nếu như Phật muốn đem kinh Đại Thừa giao cho Đường Tăng, thì điều này quá dễ dàng. Chẳng phải Ngài chỉ cần nhắc tay một cái là xong ngay hay sao? Hoặc giả, cứ cho Tôn Ngộ Không đi lấy kinh, thì cũng giảm bớt rắc rối vậy. Thế nên, bộ Tây Du Ký này cảnh báo cho chúng ta biết là tu hành rất gian nan. Trong một đoàn thể học Phật, luôn có đủ hạng người như thế cầu đạo. Đoàn thể Phật giáo chính là một lò truy luyện vĩ đại, kim thu tinh xúc, tiếp thu thâu tóm tất cả. Phật Pháp là chí cương, không gì có thể phá dở. Phật Pháp cũng chí nhu, không gì có thể chia cắt. Chỉ cần mọi người luôn bảo trì chánh niệm tu hành, thì có thể cùng dựng đại nghiệp. Cho nên, trải qua muôn ngàn gian nan nguy hiểm rồi, cuối cùng 4 thầy trò cũng gặp Phật Tổ. Nhưng đến lúc vào tàng kinh cát, lấy sách lại gặp chướng ngại. Đây ngụ ý nói rằng, chỉ cần chưa thành Phật, thì vẫn còn vô minh. Cũng giải thích rằng, chịu buông xả thì mới có thể được. Trên đường về, tất cả kinh Phật đều bị rơi xuống nước. Cuối cùng chỉ còn lại 6 chữ, Nam Mô A Di Đà Phật. Trong Kinh Kim Cang, Phật cũng từng nói qua, nếu nói Như Lai có thuyết pháp, tức là bán Phật. Đồng thời cũng ám chỉ, vào thời kỳ mạt pháp sau này, tất cả văn tự kinh thư từng có sẽ dần tiêu mất. Đầu tiên là Kinh Lăng Nghiêm, đến cuối cùng chỉ còn 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Thực ra kiểu giải thích này của ta chỉ là cố gắng sửa công thành thẳng, bất đắc dĩ phải làm như vậy. Chứ thực tế thì
Tây Du Ký và Phong Thần là hai tác phẩm được thành hình bắt nguồn từ sự tương tranh giữa Phật giáo và Đạo giáo, do đôi bên công kích nhau mà có. Gần đây, Ngài Hư Vân, ngôi sao Bắc Đẩu Thiền Tông, đã từng giải thích về lai lịch hai bộ truyện này như sau. Năm đó, ở Bắc Kinh, Hòa Thượng Bạch Vân giảng Đạo Đức Kinh nơi Bạch Vân Tự. Rất nhiều đạo sĩ chạy đến nghe, rồi xin gia nhập Phật môn, đổi làm Hòa Thượng, khiến cho các đạo sĩ tại trường Xuân Quán bất bình, nên thưa kiện lên quan. Triều đình muốn hóa giải mâu thuẫn giữa hai bên, nên ra lệnh cho trường Xuân Quán của đạo sĩ đổi thành chùa Trường Xuân, còn chùa Bạch Vân của các sư phải đổi thành Bạch Vân Quán. Các đạo sĩ không phục, bèn viết ra bộ tiểu thuyết Tây Du Ký, mục đích là để mạ lị Phật giáo. Vì vậy, người xem Tây Du phải có trí tuệ và mắt sáng. Nếu hiểu rõ hoàn cảnh lịch sử lúc đó, thì sẽ nhìn ra chân tướng ngay. Điều lợi hại nhất là, trong tiểu thuyết miêu tả đường tăng thỉnh kinh xong, khi về đến Thông Thiên Hà, thì toàn bộ kinh Phật đều rơi xuống sông, bị mất chữ hết. Cuối cùng, chỉ còn lưu lại 6 từ, Nam Mô A Di Đà Phật. Đây chính là bọn họ muốn nói, toàn bộ công trình phiên dịch kinh Phật của Ngài Huyền Trang là giả hết. Đáng tiếc là thế nhân sau này lại ngộ dựng và cuồng nhiệt lầm tin vào Tây Du Ký, khiến cho chuyện Tây Du Ký thực sự của Ngài Huyền Trang bị chôn vùi, bị xuyên tạc, mai một. Để đối phó với tiểu thuyết Tây Du Ký, bên Hòa Thượng cũng đáp lễ lại, họ viết ra Phong Thần Bản để mạ đạo sĩ. Nhìn theo quan điểm này thì sẽ nhận ra trong chuyện chỗ chỗ đều là mạ đạo sĩ. Chẳng hạn như nói đạo sĩ tu tiên tất nhiên có công phu, nhưng thảy đều lần lượt bị đao tru tiên hành hình. Người xem hai bộ tiểu thuyết này nếu không hiểu rõ bối cảnh lịch sử Phật giáo và Đạo giáo tương tranh ngày ấy thì sẽ ngộ nhận lầm cho giả là thiệt. Vì vậy, đọc sách cần phải sáng trí, khéo nhìn rõ đúng sai, giỏi phân biệt tà chính. Chú thích: xin hãy đọc lời giảng giải khai thị của Ngài Hư Vân, còn trong đây chỉ là lời giải thích của Hòa Thượng Diệu Pháp. Ngài còn đề nghị chúng ta nên đọc kỹ kinh Lăng Nghiêm để có đủ trí tuệ và con mắt sáng, giỏi phân biệt chánh tà phải quấy. Chúng ta nên đọc nhiều tác phẩm do chính chư đại đức cao tăng sáng tác mới có thể khai mở trí tuệ cho mình. Tụng kinh niệm Phật còn bị tai nạn ư? Hỏi rằng, trong kinh Địa Tạng giảng, miêu tả thiên địa quỷ thần thường hộ người niệm Phật, lễ Phật, không để cho hung sự họa hại vào cửa, không cho các nạn thủy lửa trộm cướp vân vân xảy ra. Nghĩa là tất cả ác sự đều tiêu diệt. Nhưng con thấy có nhiều cư sĩ lễ Phật tụng kinh vẫn gặp nạn như bệnh hoạn, ác nhân, đụng xe, rớt phi cơ, vân vân. Ngay bản thân con cũng thường gặp việc bất như ý. Con còn thấy có các cao tăng và cư sĩ đức hạnh đột nhiên bị bệnh nặng lìa đời. Mặc dù con không hoài nghi những gì trong kinh Địa Tạng mô tả, nhưng khó tránh được thắc mắc. Vì vậy, xin Ngài giải thích cho con hiểu thêm. Đáp rằng: xin hãy đọc kỹ kinh Địa Tạng, đừng có ngắt câu trích nghĩa diễn giải theo ý mình. Phải biết, mỗi khi Phật Bồ Tát giảng đề cập đến những vị được thọ ích, thì trước đoạn văn luôn có cụm từ thiện nam tử, thiện nữ nhân. Đây là nói rõ, phàm những vị nào là thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu lễ Phật, tụng kinh, khuyên người tin Phật, học Phật, sẽ được trăm ngàn quỷ thần ngày đêm theo hộ vệ. Cũng có thể nói đổi lại như thế này: nếu không phải thiện nam, thiện nữ, mà lễ Phật, khuyên người tu học Phật, thì chỉ là người kết Phật duyên, trồng hạt giống thiện mà thôi, không thể lập tức chiêu cảm thiên địa quỷ thần đến hộ vệ, bởi vì họ chỉ mới tin Phật, chưa chân chính học Phật, tu trì, không trồng thiện nhân, sao có thiện quả, vì vậy mà chưa thực sự được hưởng lợi ích.
Thế thì tiêu chuẩn thiện nam tử, thiện nữ nhân ra sao? Phải gọi là nam nữ tại gia xuất gia là thiện nam, thiện nữ. Thiện là ưa nghe pháp, tin Phật. Tuy người tại gia có vợ chồng, nhưng tất cả ngôn hạnh họ giữ gìn, giống như người xuất gia. Còn như kẻ ăn nhậu, bài bạc, hút chích, gây chửi, ầm náo, ngoại tình, lăng nhăng, cướp trộm, vọng ngữ, hành thập ác, đều không được gọi là thiện nam, thiện nữ. Những người này do trồng ác nhân, tất phải chịu ác quả, sao có thể mong được thiên địa quỷ thần làm hộ pháp cho? Lâm nữ sĩ nhân dịp sang Trung Quốc công tác, đến thư hỏi Hòa Thượng Diệu Pháp như thế này. Có một cư sĩ nọ ở Canada làm ăn rất phát. Ông cúng dường chùa, in kinh và sách thiện ấn tống không dưới mấy mươi vạn đô la. Nhưng mới đây bị tai nạn xe, thọ thương nặng, ông một bề niệm Phật cho đến lúc tắt hơi vẫn niệm Phật không ngừng. Ông qua đời khi chưa đến tuổi 50. Vì vậy có người đối với Phật Pháp sinh tâm nghi ngờ, xin Ngài giải thích dùm. Bộ cô biết đời sống riêng của cư sĩ này sao? Dạ, con không rành lắm. Hòa Thượng bèn giải thích. Ông này trước khi quy y Tam Bảo, từng làm nhiệm ô nhiều cô gái trẻ. Sau khi quy y rồi, dù cô tu thúc, nhưng vẫn chưa thanh tịnh. Hơn nữa, đối với hành vi tà dâm ngày trước, chưa thực sự sám hối. Nhờ lúc lâm chung, ông không ngừng niệm Phật, nên cũng diệt vô lượng tội, lại được các chùa làm lễ siêu độ cho, cộng thêm công đức khi sống từng cúng dường chùa, in kinh sách, nên hiện tại đã sinh lên cõi Đao Lợi Thiên rồi. Nếu không có công đức cúng dường Tam Bảo và niệm Phật lúc lâm chung, thì ông sẽ bị tính hóa linh tàn, nghĩa là phạm lỗi ngoại tình hay tà hạnh nhiều chừng nào thì tính linh bị tàn hóa nhiều chừng ấy, phải xuống địa ngục thọ tội. Sau đó, nếu được sinh làm người, thì sẽ bị làm hạng lượng tính, tức là bán nam, bán nữ, trí tuệ thấp, không những bản thân thống khổ mà còn bị người kỳ thị xem thường. Vì vậy, nếu đã là đệ tử quy y Phật môn, nhất định phải đoạn ác tu thiện, không nên ỷ rằng mình có cúng dường Phật, Pháp, Tăng, in nhiều kinh sách, vân vân, thì chắc chắn sẽ giảng sinh cực lạc, nên cứ yên lòng mà gối cao đầu ngủ. Phải biết, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Đây là quy luật bất biến dành cho tất cả. Phật đối với các đệ tử không giữ giới luật bị đọa, Ngài thương xót nhưng không thể giúp. Thế thì làm sao có thể kỳ vọng vào mấy cây nhang hoặc tụng mấy bộ kinh mà mong tất cả sẽ được như ý mình hết? Phải hiểu rõ giới luật Phật chế ra không phải dùng để quản thúc đệ tử, mà là để cảnh báo đệ tử rằng nếu không nghiêm giữ giới luật sẽ bị đọa, sẽ bị trừng trị theo luật nhân quả. Vì vậy, nếu không muốn chết rồi bị đọa địa ngục, và khi sống hay gặp họa ương, thì mỗi người phải tự giác tuân giữ giới luật, bằng không, có hối cũng muộn. Lâm nữ sĩ nói, ông ta chết đến nay mới được 30 ngày, các chùa ở Canada đã làm lễ cầu siêu độ cho, vậy có giúp gì được cho ông không? Ông có thể đến cực lạc hay không? Hòa Thượng đáp. Dù hiện tại ta đang giảng cho cô, nhưng ông ấy cũng nghe được và đã minh bạch phải quấy, nên phát tâm đại sám hối. Nhờ vậy mà từ cõi Quan Âm Thiên đang thăng lên Phước Ái Thiên, có vẻ như còn thăng lên Quảng Quả Thiên nữa. Vì ta nhìn thấy cõi Quảng Quả Thiên đang nhấp nháy. Thưa, vì sao còn nhấp nháy? Thì giống như thang máy vậy, đến tầng nào thì tầng đó nhấp nháy. Lâm nữ sĩ hỏi. Vậy
ông ta có thể đến cực lạc không? Sư đáp: Không chắc lắm. Cần phải có người đức hạnh thanh tịnh, tụng 49 biến kinh Địa Tạng và 3 bộ diệu pháp Liên Hoa cho ông ta. Lâm hỏi: Người thanh tịnh là sao? Là người tu hành giữ giới nghiêm minh, không sát, đạo, dâm, vọng. Nghĩa là bất luận tại gia hay xuất gia đều có thể làm được. Vậy con mời các sư ở chùa Canada siêu độ cho ông, có được không? Không rõ nữa. Lâm nữ sĩ hỏi: Vậy con thỉnh ngài siêu độ cho ông, có được không? Khí lực ta không đủ để tụng những bộ kinh này. Ngài chỉ mới giảng có mấy câu thì ông đã thăng lên cõi trời rồi. Vậy ngài có thể thuyết nhiều hơn, kêu ông đi thế giới cực lạc thì sẽ có hiệu quả mà. Nếu chỉ nói mấy câu mà được vậy, thì Phật A-di-đà đã làm cho chúng sinh sang cực lạc hết rồi. Phải hiểu quy lực của lễ siêu độ là như thế này. Khi tứ chúng, những vị đệ tử Phật có đức hạnh thanh tịnh mà tụng kinh niệm Phật, thì sẽ chiêu vời nhiều chúng sinh từ hư không tới nghe Pháp, được thọ ích lợi theo. Chính công đức này sẽ làm tăng thêm niềm tin và hành nguyện cho người đã mất, giúp họ có thể đến cực lạc, nhưng chỉ là ở trong hoa sen ngủ một thời gian dài, chưa thể lập tức hoa khai kiến Phật. Trong số các đồng tu của người mất ở tại Canada, cũng có vị đức hạnh thanh tịnh, cô có thể đến đó mời thỉnh. Vậy để con gọi điện, hẹn mọi người thử xem. Con đang lo, vì phải tụng nhiều quá mà hạn 49 ngày sắp hết rồi, e không kịp thì biết phải làm sao đây? Y hiện tại đã thăng lên cõi Quảng Quả Thiên, không còn mang thân trung ấm nữa, nên đâu có lệ thuộc 49 ngày. Hôm nào tụng xong cũng được mà. Vậy thì hay quá, để con mời mọi người tụng, xong rồi sẽ gọi điện thỉnh Hòa Thượng, có được không?